Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0348308843. Rồi mọi người xem video nhớ bấm vô đăng ký kênh nha, để theo dõi mấy video mới. Hôm nay em giới thiệu mấy món đồ sau đây nha mọi người. Có cái máy bắn đinh này nó bị chết rồi, bán sát ha. Rồi, đầu tiên nè, cái máy khoan taro nha mọi người. Đây là cái khoan taro của Nhật mà thương hiệu là Hitachi. Đây nó có điều chỉnh mấy cấp tốc độ luôn, 5 số. Có điều tốc trên cò luôn. Hàng còn đẹp nha mọi người, còn đẹp. Lam còn đẹp, hàng đẹp. Chạy nó không có ra cái lửa nhiều ha, không có phá hàng. Đây thông số của nó nè, là điện 100V nha mọi người. Công suất là 285W 80 ly. Rồi vòng tua nè, 60, điều chỉnh từ 60 đến 330 vòng trên phút. Khoan này nó khoan tự động nha mọi người. Là mình nhấn xuống á, thì nó khoan vô. Nhấn xuống nó sẽ quay vô. Mình vừa nhấc lên cái là nó trả chữ ra ha, nó tự động cho mọi người. Chuyên khoan taro, chuyên taro. Rồi đến cắm điện chạy thử ha, điện nó là 100V. Đây dây là nguyên zin, dây của Hitachi ha. Điện 100V nha mọi người. Đừng nó nhầm thì nó cháy máy. Đây là số 1 nè, mình taro chậm nhất luôn. Này khi nhấc ra nó quay ngược cho nó quay trả chữ ra mọi người nè, bình thường mình ấn xuống nó sẽ quay chữ vô nha. Đó, đó nó quay vô. Mình nhấn xuống là khi taro mình phải nhấn xuống, nó sẽ đóng mũi vô. Rồi, cây chạy rất là im. Tay chỉnh lên tốc độ cao. Rồi đi kèm cái máy là cái đầu kẹp nè. Ủa cái đầu, đầu mở mở lưỡi nha mọi người. Ở trên cái măng ranh này nó bị rảy hết một cái răng ha. Đây, em nói trước ha, nó bị rảy cái răng, nhưng là không có ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Xài vẫn bình thường nè. Khóa lại thì vẫn bình thường, tại vì nó có 3 đến 3 cái lỗ này để mình kẹp nè. Đây là đầu zin của Hitachi luôn ha. À, đến 3 chỗ mà tha hồ mà mở ha, không sợ gì hết. Đó, đầu rất là cứng, không có gơ gì hết mọi người. Con taro thì nó cần độ chính xác ha, độ chính xác cao. Này, mở ra nè. Đó. Rồi cái con taro này cái mã là 123 123.21 nha mọi người. Giá bán là 1.200.000. Chưa bao phí ship nha mọi người. Này thì em không có bao phí ship. Rồi, tiếp theo là một cái đốc sạc. Cái đế ha, cái đế sạc, sạc điện thoại, sạc dự phòng á. Đây như là nó cắm cái sạc dự phòng nè. Nè,
cắm ra để sạc điện thoại nha, không có cáp này nha mọi người, chỉ bán cái đốc này thôi. Nó chuyên dùng cho cục pin Makita 14 đến 18V. Cục pin trượt như vậy á, trượt gài vô là sử dụng ha. Ra được hai cổng USB nè. Hai cổng sạc điện thoại á. Sạc nhanh 2.4V. 2.4A. Đó. Rồi cái đế sạc này có mã là 123.2 ha, giá bán là 250.000. Rồi tiếp theo một cây hút chì rất là vip. Cây này xài rất là ngon nha mọi người. Hàng này chuyên dụng cho mọi người chuyên hàng ha, chuyên làm đồ điện tử. Đây có điều chỉnh nhiệt độ luôn. Đây hút hỏi nha mọi người, hút và hỏi luôn, điều chỉnh được 100V, 100W. Nè, dây điện zin luôn. Để cắm điện thử nha mọi người. Điện 100 nha. Rồi. Đây công tắc nó nằm dưới đây ha. Rồi, có công tắc rồi nè. Chỉnh nhiệt độ lên được nè. Đây hút khỏi nè. Đây là hút mà mọi người. Chỉnh lên đây là nó hỏi ra, hỏi ngược ra. Hai chế độ luôn. Đây công tắc. Còn đây á, cái cây này á là rất là cần thiết, cái cây hông cái lỗ này nha mọi người nè. Đó. Vẫn còn theo cái máy luôn nha. Cây hông lỗ. Làm sạch á, vệ sinh cái lỗ mũi hút á. Đây mình điều chỉnh nhiệt ha, khi mà đạt nhiệt độ nó sẽ chớp đèn. Đó nó sáng đèn lên. Đó đang là nhiệt độ cao ha. Cao hơn nhiệt độ này rồi. Nó báo cho mình biết đó, ở mức nhiệt độ nào á. Đây điều chỉnh được từ 300 độ C đến 450 độ C. Đây nhiệt độ đây. 300 đến 450 độ C. Này là hãng này nội địa Nhật nha mọi người. Đi kiếm cái chì thử. Đây. Đó, nó cũng giống như trên mặt mình nha, tại vì không có cái mặt để thử. Và cái chì nó như vậy nè. Mình đụng tới đâu nó chảy rồi nó sẽ hút vô bên đây. Nó chuyên là hút chì. Ở đây là hỏi. Nó hỏi văng ra nha mọi người. Hai chế độ. Mọi người thấy cái miếng chì nè, sẽ hút nó đó nè, cắm cảnh luôn ha. Hút vô hết rồi đó. Chì nó hút trên đây nha mọi người. Đây nó giữ trên đây nè. Nó đầy cái hũ này mình đổ ra ha. Nè. Khi mà đầy mọi người lấy cái gì khửi khửi cái nó ra.
nó không có dính. Cái nhựa này là nó chống chống cháy, chống nóng. Cái nhựa này nè, mọi người khởi nó là nó văng ra hết rồi đó nè. Đây rồi, gắn đúng chiều vậy nha mọi người. Rồi xuống rồi, cái máy hút chì hàng nội địa Nhật này có mã là 123.3 mọi người, giá 1.600.000, xài điện 100V, công suất 100W. Tiếp theo là một cây súng bắn đinh, bắn ghim mọi người. Bắn ghim này ghim U á, mà hàng về thì nó kín hơi, vô hơi thử thì nó kín. Mà cái lưỡi gà này sao nó đứng trên đây mà bắn thì nó xuống đây, nó không có hụt trở lên. Đó, nó bị như vậy. Mọi người về nghiên cứu thì sửa được thì xài ha. Chứ ngoại hình nó thì còn ok. Bắn ghim U nè, U 13 đến 25mm ha. Chiều dài á, còn chiều ngang là 10mm. Thông dụng 10mm nè, bán ngoài thị trường rất nhiều. Đây cái đầu xoắn luôn nè, cái đầu hơi này rất là xài rất là ngon. Đầu xoay đó của Mát Japan nè, Nhật sản xuất. Cò đồ còn ok, vô hơi cò đồ còn ok, kính. Mà cái lưỡi gài nó lại xong có trả lên mọi người. Là nó trả lên thì đinh mới xuống mới bắn được. Cái này nó bị kẹt gì nó dính đây, cái lưỡi gà. Rồi, bắn đinh này sát có mã là 123.4 nha, giá 200.000. Rồi, tiếp theo em về được mấy cọng dây điện nữa mọi người. Mà dây điện của hàng nội địa Nhật háo máy ha. Dây háo máy, dây này cực kỳ ngon luôn. Dây này là háo máy cái chuôi nè, mọi người cầm rất là an toàn. Đó, đầy háo quyền dòng máy ra nè, bấm có đàng hoàng, không có cắt dây ha, rỡ ra thôi à. Dây này tải dòng 15A, 15A nha mọi người, đây dòng rất lớn, 15A, dây 1.25, dài 5m, dài 5m. Rồi, dây điện này có mã 123.5 nha, giá 200.000 một sợi. Rồi em về mấy cây mỏ hàng. Có một cây hàng này là hàng hàng cái bao, miệng bao ni lông, hàng ni lông, hàng bịch ni lông. Cây này là của Sớt. Sớt này điện 100V 80W mọi người. Dòng này 80W. Dòng này nó nóng rất là lâu nha. Nó giữ nóng lâu mọi người. Nó lên nóng rồi là giữ lâu hơn mấy thằng kia. Đó, cảm nhận được là khi mà test thử thấy cây này nó giữ nóng lâu nè. Rồi cây này 80W nha mọi người. Đây cái thước nó là 30 ha. Mũi nè, mũi này cũng khá to, khoảng đường đo cái mũi. Rồi cái mũi này 7mm nha mọi người, 7mm. Mọi người xài thì thấy phù hợp thì xài, chứ có mấy người mua về hàng điện tử mạch nhỏ xíu mà rồi hỏi sao hàng được cái mũi to vậy. Đó, cái mũi này 7mm đường kính, điện là 100V 80W mọi người. Rồi có mã là 123.6 nha, giá 300.000. Còn cái này là nó hàng nhiệt, nó có công suất là 50W ha, điện 100V của Haco, thương hiệu Haco luôn. Nè nó có bánh xe nè, khi mà nóng lên á, mọi người ni lông á mà hàng lại được cái mấy ni lông rồi dẻo dẻo á, lăn qua nó sẽ dính cái ni lông, mép ni lông lại ha. Đó, công dụng nó là vậy á. Rồi, điện 100 luôn nha mọi người, nhớ là điện 100,
của Haco, cái này của Haco, cây này cũng Haco. Nam mã là 123.7 nha, giá 250 nha. Rồi tiếp theo một cây Haco này, cây Haco này là 60W. Đây Haco nè, 60W. Mũi zin của Haco luôn. Rất đẹp. Cây này khá là đẹp. Rồi 60W. Cái mũi này á, cái mũi này là 8 mm mọi người. Mũi 8 mm. 60W. Rồi mọi người coi kỹ để phù hợp thì sử dụng ha. Chứ mình hàng điện tử thì phải xài mấy cây nhỏ xíu á. Hàng điện tử, mạch điện tử nhỏ thì tùy theo mạch. Xài lớn thì mình mới cần cây lớn như vậy. Đó. Rồi, mã cây này là 123.8 nha, giá 250. 60W, điện 100V luôn. Còn về cái đèn pin của đặc biệt là của thằng Hitachi. Đây của Hitachi ha. Đèn pin thời xưa. Cái màu quân đội luôn ha, màu quân đội. Đèn pin dây tóc nha mọi người, nè dây tóc nè. Chú ý nha. Ống dây tóc thời xưa nha mọi người. Này là cũng như nó lỗi thời rồi, nó hẳn là nó ra ánh sáng vàng vàng mờ mờ đó, dây tóc. Mọi người thích sưu tầm đồ chơi ha. Em để em thử pin vô mọi người. Thử pin cho thấy cái đèn nó cháy. Nó gòn chống nước luôn. Đó. Đây. Đó, ánh sáng nó như vậy mọi người. Đó. Vậy ha. Sáng vàng quét luôn. Sờ nghe ấm ấm. Rồi, em bán cái đèn không nha, để pin em test đồ khác. Mất công mua pin luôn. Nè. Bán cái đèn không nha mọi người. Mọi người về mua 3 viên pin bỏ vô thì nó xài. Đây kích thước 27. Đường kính cái chá này là tới 8 cm luôn. Rồi mã cây đèn pin này có mã là 123.9, giá bán là 250 ngàn. Rồi cuối cùng này về một cái đầu kẹp dây kẹp mũi khoan, xài là cái dây mài khuôn, dây chuyền động mài khuôn ha. Đầu rất to, cứng chắc. Và đặc biệt cái này là nó có cái đầu để bơm mỡ bò nha mọi người. Nên dòng này xài phải nói là rất là êm và bền. Mình bơm mỡ bò vô đây được luôn nè. Thiết kế rất là hay. Đầu bơm mỡ đó. Rồi cái đầu cốt này là 6 mm mọi người. Tiêu chuẩn của dây mài khuôn à, 6 mm. Kẹp vô máy khoan hoặc là máy chuyên dụng mài khuôn. Rồi nó sẽ chuyển động ra cái đầu này là kẹp được mũi 8 mm. 8 mm trở xuống. 8 mm đến 0.1 đến nhỏ nhất. Đây nhỏ nhất luôn nè. 0.1.2 luôn nè. Nó kẹp rất là nhỏ luôn, đến 8 mm to nhất. Mọi người mở ra chú ý là mở cái phần trên mọi người. Nè, nó sẽ xoay phần trên ha. Mình xây cái phần dưới á. Đó. Phần trên này là để mở cái măng ganh này ra, chứ không phải là mở lưỡi. Còn mở lưỡi mình cầm phần dưới nè. Cái này mọi người có kiệm á, siết cứng cái này lại tí rồi xài. Đó. Cứng hai cái khớp này với nhau. Còn xây để mở lưỡi là nó mở cái đen này với cái này. Đó, vậy nè. Cái cốt đen. Mở lưỡi đó bự ra để nhét lưỡi vô. Rồi xếp lại. Thường có cây mình đút cây tu dít hay cái gì vô đây nè, mình mở cho dễ. Đó. Rồi, vậy ha. Rồi dây này nó dài 90 nha mọi người. Dài 90 cm. Dây mài khuôn dài 90 cm. Rồi dây mài khuôn này có mã là 123.10 nha, giá là 700 ngàn. Rồi đây là món cuối cùng mọi người, em kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ.